bệnh viện đi về thì châu đoàn đấy thả cả ca với lại giết cô bảo tùng đấy, mày là được phát ngon nha, ngon. Lâu nay vẫn nhốt chung với nhau không anh? Không, cái này bọn em nuôi là ở nhà là không phải nhốt chung, nhốt mà nó có một cái phòng của nó với lại cái nhưng mà ý là nó hai con này vẫn ở chung với nhau đúng không? Vâng vâng, bọn này chung nhau. Cái gì nhốt nó chung được. Nó như là con này, con này hay bảo vệ con này này. Nhưng mà bọn này cái con này anh thấy nói chung là nó hiền đấy, anh cứ tắm cho nó thì thường xuyên tắm cho nó tại vì con này hắn hay thôi đấy. Đó, còn cái con này thì nó bình thường. Về với bản năng tự nhiên mà lại đi tắm. Thế bây giờ là anh là cứ cho là ở bán tự nhiên đúng không anh? Đầu tiên là phải cho nó vào đây đã. Phải nhốt. Nếu mà sau đó thì làm cho nó bình thường. Tại thả ra tự nhiên. Cho nên con kêu nó đỏ nè. Có rồi, xong rồi, nó đỏ không? Nó cho sắc lần kia đi. Cái này thì họ sẽ nuôi hôm qua anh mới nuôi chất để cho cây nó trưởng xong rồi, xong thời gian thì sẽ thả ra. Hôm qua là em vừa thả sáu con, thả sáu con và thả sáu con. Thả ra tự nhiên. Vâng, con này có con rồi này, mình sẽ thả luôn này. Này con nhìn gầy đấy. Ừ, con gầy nhỉ. Mình cái này bỏ đây này. Ba ô này ổn bên hàng cây cho chồng chồng hai con này là tức là sống với nhau mà sẽ sống với nhau thì chung 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 nó chung với nhau hiền mà nó hiền mà anh. Nó hiền. Đi lên đây đi ca, đứng lên. Đi lại đây ngồi. Bảo được rồi. Đúng rồi, lại đây ngồi đi, ngồi kia. Này, cô cả đây. Rồi. Đi lên đây đây. Đứng 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 đứng. Đi ra đây nhé. À. Đi lên kia, đi lên kia ngồi. Ở đây thời gian rồi quên rồi. Rồi đấy. Đây, tôi ăn ít nhiều đây này. Cho con này mà nó ăn không? Ra ra. Này, nua này, nua này. Ừ, nua ra, nua ra. Lâu lắm, chắc lâu lắm rồi.
hôm qua còn đi nữa rồi, nó đâu rồi? Cái gì đây? Ca, ca. Con này mít. Ca mít. Ca mít. Đấy, một lần mình cũng cảm thấy thoải mái chứ không? Vâng, vâng. Nhưng mà thả sau là đi này ra anh? Không, không, không mà thả cho mình dừng đi. Đây, 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 em qua đây thả rồi. Có con nhất đấy. Con này thì hiền này, con này đấy. Rồi bye bye nhá. Ở đây khỏe mạnh, xong rồi sau mấy bác không được ra tự nhiên. Không sao mà dừng đúng các bạn khác thôi. Và lúc nào anh nhớ thì anh có video gửi lại cho em xem nhá. Tôi anh có số Zalo nữa. Con này nó hiền mà, con này cũng hiền, hai con hiền nó thuần người rồi. Nó hiền lắm. Nhưng mà vấn đề là đấy, cái điều kiện chăm sóc phải dần dà, nó sẽ chứ không bạn ấy không cần chế độ chăm sóc này nữa đâu. Vâng. Cái bọn anh ở đây tiền đâu mà lại cứ nho mới mua cái gì nó chờ để cá nó về tự nhiên là khi mà đấy. Nó chờ lên cái tập để nó dần nó hòa nhập khả năng phục hồi lại cái tập tính nha, tự nhiên. Thế đầu tiên là mình cho ăn gì anh? Ban đầu thì cũng cho ăn chế độ khỉ như nào, bọn anh ở đây coi hết rồi phải lo. Và người đây hàng đứa làm cứu hộ đây là hàng chục con này thả vào rừng hàng chục con đấy chứ. Vài chục con đấy. Cho nên mình không phải lo là đây có kỹ thuật viên đấy rồi, không phải lo lắng cái gì cái chuyện chăm sóc cả. Còn đương nhiên nó phải chế độ chăm sóc là phải giống các bạn khác, thì không có chế độ chăm sóc đặc biệt đâu nhá. Bởi vì mà muốn nó hòa nhập tự nhiên là phải để cho nó dần dần nó, bởi vì cứ phải tự nhiên ngày nào cũng ăn chia đi đâu lấy đâu ra không có, phải tự kiếm đấy cơ. Ban đầu là ăn cái thức ăn dần dần là phải thức ăn của ví dụ các cái quả trong rừng thôi. Vâng. Hay từ cái quả này thì các cái quả trong rừng trong đó là đấy rồi sau này thì đến khi nó tự tìm cái quả nó ăn được. Kia con trái hai cái cả hai cái. Ừ. Giống đẹp. 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 Giống như con quỳ. Này con này. Đeo buộc cái bên này vào sợ nó khác đấy. Này sau một thời gian họ sẽ cho ăn cho thuần kiểu khỉ tự nhiên thì họ sẽ thả ra. Rồi, bye bye nha. Bye bye tay này bye. Tay. Bọn em thì thấy chung là đây là vui nuôi mà nó còn sinh sản ra được thì không phải lo cái chuyện này. Vâng. Chế độ chăm sóc cái đương nhiên này nó phải thế mà. Ca, lại đây. Ca lại đây. Đi lại đây nào. Ca đang ngốt bên này. Ừ. Sang chơi các gà đấy đấy. Này cho ăn đây này, cho ăn hết đi này. Ta này. 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 Này các bạn mới nhá. Này. Ăn không? Ca. Có phải đây. Đi vào đây. Cho con ăn này. Đấy, con này ngày xưa là bị bẫy nó tụt xuống vào tay. Sau đó là bọn anh có một cái con khác, tức là hôm nay nó là đây là cũng là cái đuôi cụt này, cũng giống cái con nhỏ nhỏ kia này, không con này có mặt đỏ, nhìn thế thôi nhưng nó không giống nhau đâu. Đấy giờ cùng là nó khác loài thôi, loài chỉ là loài rồi nhưng mà khác những con của nó, những người lượng hàng cái kia hỏng hết rồi đâu, bạn chỉ là bị đánh bẫy cụt tay, tại đây quay, tại đây quay. Bị cụt mất tay nhưng mà tay ở đây người ta nuôi sinh sản rồi. Ăn đi, ăn đi. Cái đít nó bị sao anh? Đâu nói, bọn này nó có chai đít. Cái chai đít của nó chứ không phải bị sao đâu. Con cá là bây giờ cái chai nó đang non. Chuyên truyền quảng bá rồi chứ. Bây giờ từ việc là nuôi thì bây giờ là chuyển sang tiến truyền quảng bá cho cái việc là vận động để là đưa các cái loài nuôi nhốt này vào để bọn anh thân ba thả vào tự nhiên. Vâng. Hiểu. Đấy. Đây là hiêu sao đúng không nhỉ? Hiêu sao. Bây giờ mình chỉ nuôi cái này thôi chứ mình thả thì nhìn dần bản chất là những con hiêu này là hiêu nuôi. Không phải
ca đang kêu tạch, nhưng mà từ từ ấm quen thôi. Đây đây bọn anh cũng nuôi nha, để trẻ con có vào cho nó, bọn nó chơi mà. Đấy, nó đang nhìn cái, nó ngó. Đây họ nuôi nhốt một thời gian xong rồi họ sẽ trả về tự nhiên.